căn nào ngon hơn? Tròn, vuông hay là tam giác? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Các anh hùng của thử thách của chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu rồi. Sẽ rất là vui đây. Bắt đầu thôi nào các bạn. Bánh quy sô-cô-la với sữa. Thật là tuyệt vời. Tớ thật là may mắn. Không chỉ bạn đâu Kết. Nhìn xem tớ có bao nhiêu bánh quy này. Tớ cũng vậy. Nhưng bên cạnh nó là cái gì đấy? Tabasco. Đó là một tin xấu đấy. Tớ có nước chanh. Có vẻ như chỉ có Kết mới là hạnh phúc thôi. Bạn này đúng đấy Andy. Tớ sẽ không lãng phí thời gian. Tớ muốn thử ngay bây giờ. Theo tớ, bánh quy và sữa là sự kết hợp hoàn hảo và không có gì tuyệt vời hơn. Ôi, đúng rồi, thật là tuyệt vời. Những chiếc bánh quy này được ngâm trong bơ, thật là tuyệt vời. Tớ cũng có thể thử. Chúng ta có thể đổi được không Kate? Không đời nào. Bạn nghĩ rằng tớ sẽ đổi sữa lấy Tabasco sao? Hay bạn cho chúng tớ ăn thử đi. Hoặc tớ sẽ tự nếm thử đấy. Ôi, nó vừa rời ngay mũi của mình. Ôi không, đã hết rồi. Tại sao vậy nhỉ? Cần phải uống nốt sữa vậy. Thôi được rồi, cái này cũng tốt mà. Bây giờ đấy lượt cậu rồi đấy. Ôi, có vẻ như đấy lượt tớ rồi. Ôi, cảm ơn cậu nhá. Ôi, tớ có thể bắt đầu với nước chanh. Trời ạ, tớ không muốn ăn đồ chua này đâu. Có lẽ chiếc quy này sẽ làm bớt chua một chút. Ôi, tớ không nghĩ vậy đâu. Có vẻ như bạn đúng đấy Kate, nó rất là chua. Ôi, tớ không ăn được đâu. Đó là quy tắc mà, bạn không thể dừng lại được đâu Andy. Đừng có năn nỉ nữa, ăn đi. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cung cấp cho bạn một ít nước. Ôi, tớ thấy rất là buồn cười mà. Ôi, tớ nghĩ bạn nên bắt đầu đi. Mary, đến lượt bạn rồi mà. Ôi, tớ sợ nước sốt rất là cay. Ôi, tớ thậm chí không biết tớ có thể ăn được nó hay không. Hy vọng cái cookie này sẽ giúp đỡ. Chúc tớ may mắn nhé. Nhưng điều gì đó nói với tớ rằng nó sẽ rất là khó khăn đây. Ôi, đúng như tớ nghĩ mà. Không còn lối thoát đâu, tớ phải thử nó thôi. Ôi, tớ đang nóng quá. Ôi, được rồi. Tớ sẽ đưa nó vào miệng. Ôi, bạn ấy sẽ mất thời gian để hồi sức đấy. Không ai ngăn cản tớ ăn hết những chiếc bánh quy này mà. Thật tốt là tớ không uống hết sữa. Nó rất là tiện dụng. Ôi, thần thánh luôn. Các bạn ơi, mình đã sẵn sàng mở món đầu tiên rồi. Wow, một chiếc bánh burger. Thật là hoàn hảo. Thức ăn này rất hợp với 100% của tớ. Tớ chắc chắn hương vị sẽ không làm tớ thất vọng. Ôi, thật là tuyệt. Tớ muốn nhiều hơn nữa, không thể dừng được. Ôi, thật là ngon. Vừa mỗi miếng ăn, sự thèm ăn của tớ chỉ phát triển lên thôi. Ôi không, tớ không dễ tin được vào mắt mình, đó là con rán. Ôi, anh ta đã ngửi thấy đồ ăn thừa rồi. Tớ phải tận dụng điều này. Đến đây nào bạn yêu. Ôi, hãy nói với tớ đây không phải là sự thật phải không? Con rán, ôi không. Có một con rán trên bánh burger của tớ. Điều đó không cho phép bạn ném thức ăn còn lại vào tớ đâu Monica. Hãy cẩn thận hơn đi. Xin lỗi Mary, tớ mất trí rồi. Dạ, tớ biết bạn đã làm điều này. Ôi, chúng ta hãy nói điều này vào lúc khác nhá. Nhưng bây giờ tớ cần phải làm việc với kẹo cao su của tớ rồi. Nhìn này, một hình vuông hoàn hảo. Ôi, đây là những gì tớ cần. Tớ sẽ ăn thôi. Ôi, tớ không nghi ngờ nó sẽ rất là thần thánh. Hãy chúc tớ may mắn nhá. Jack, đừng có nhìn nữa. Ôi, không ngạc nhiên gì đâu. Thế được rồi, tôi không hiểu tại sao các bạn luôn nhàm chán như vậy. Có lẽ bởi vì bạn có kẹo cao su sao? Chính xác, bạn ghen tị với tớ. Jack, bạn nên nhai với miệng ngậm đi. Trường tớ mệt mỏi với điều vô nghĩa này rồi lắm. Được rồi, vậy thì tớ nghĩ ra một cái gì đó thú vị hơn. Bạn thích cái này không? Tớ hứa tớ sẽ ngậm tất cả trong miệng. Thật tuyệt phải không? Các bạn nhìn thấy không? Xin lỗi, chúng tớ không có thời gian. Ít nhất bong bóng khổng lồ này sẽ làm bạn ngạc nhiên. Nhưng mà tớ không thổi được nó lên. Trời ạ, không đủ. Ôi, tớ cần phải lấy hơi thở của mình. Hãy cho tớ thêm một cơ hội nữa, nhất định tớ sẽ làm được. Bây giờ chắc chắn sẽ hoạt động. Ôi, chẳng bao lâu nữa tớ sẽ vỡ mất. Ôi không.
Tớ vô tình nhổ mất kẹo cao su đi rồi. Ôi trời ạ, không sao. Bây giờ cuối cùng tớ có thể nếm món ăn của mình rồi. Nhưng bà vẫn chưa hiểu thì đó là nachos. Ôi giòn quá, tớ rất là thích chúng. Ôi tớ sẽ không phiền nếu có bổ sung. Ôi bạn nên nhìn vào gương đi. Bạn có ý gì vậy? Ôi tuyệt quá, có đồ ăn rồi. Tớ sẽ mở trước nhá. Ôi sô-cô-la tuyệt quá. Ôi tớ sẽ không từ chối đường ngọt đâu. Xin lỗi Monica, nhưng cái này có hình vuông, có nghĩa là nó dành cho tớ. Hãy nhìn bộ móng vuốt ngọt ngào của tớ đi, ấn tượng phải không? Wow, chúng ngon làm sao. Ôi, rất nhiều đồ. Cho tớ một miếng đi. Ê, bỏ tay ra. Tớ sẽ cho bạn thấy bất cứ điều gì. Xem, Mary, bạn xem có gì đi. Ôi, hôi quá. Đó là phô mai xanh. À, nhanh lên, nếu không tất cả chúng ta sẽ ngạt mất. Bạn nghiêm túc không Giác? Nhưng tớ không muốn cho nó vào miệng đâu. Miệng có hình tam giác nên bạn phải ăn nó thôi. Ôi, điều này bạn nói đúng. Không tranh cãi được với bạn. Trời ơi, cái mùi này làm tớ phát ngán. Ôi trời à, tớ không thể nào mà ăn được. Ôi, bạn không thích cái này lắm đâu nhở. Không sao, tớ có thể giúp bạn. Nào, bạn phải ăn tất cả mọi thứ. Như này tốt hơn rồi đấy. Bây giờ tớ có thể rửa tay rồi. Trời à, bạn không nên làm vậy ra. Điều này có thể kết thúc tồi tệ, tớ sẽ bị ốm mất. Trời ạ, một cú ợ mạnh mẽ. Ôi, hôi hơn cả phô mai luôn ý. Monica nói đúng. Tớ đã nói với các bạn rồi, các bạn không nên làm như vậy mà. Mà này, tớ có một chiếc kẹp quần áo mũi tốt hơn nhiều rồi đấy. Hình như tớ đã thở nên tươi tắn hơn một chút. Tớ có thể trở về chỗ của mình. Để lúc về tìm hiểu xem có gì dưới nắp rồi. Phải thấy trên yêu thích của tớ thật là bất ngờ. May mắn quá đi mất. Ôi, tớ may mắn quá. Tiếp tục đi Monica. Ê, tớ ngất đi một lúc rồi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ có một củ khoai tây chiên. Nhìn này, tuyệt phải không? Nhưng mà nó không giống hình tròn. Tớ cần một vài thứ. Tớ có một ý tưởng này rồi. Bạn đang làm gì vậy Monica? Tớ cũng không hiểu luôn. Hãy nhìn đi. Bây giờ bạn sẽ thấy một cái gì đó rất tuyệt. Cái mà tớ một mình tớ có thể làm được. Cái gì vậy? Làm một cái hình tròn từ khoai tây chiên. Ê, đừng có chạm vào bằng bật tay bật thiểu. Bây giờ cái này là dành cho tớ. Ý tưởng tuyệt vời phải không? Ôi. Ôi, bạn phải biết là nó ngon như thế nào luôn. Ồ, tớ biết là chúng tớ sẽ thử ngay mà. Monica, lần này cậu bắt đầu đi. Không đâu, trời ạ, đó là một cây xương rồng. Có vẻ như vậy, chủ tớ rất thông cảm. Đừng lãng phí thời gian nữa, hay bắt đầu đi. Bạn có thương hại tớ nếu tớ ném cái này vào thùng rác được không? Ai, nó trong ngón tay của tớ rồi. Tuyệt, bây giờ làm nào tớ ăn được cây xương rồng này nếu tớ không thể chạm được vào nó. Chờ một chút, tớ nghĩ tớ biết rồi. Tớ cần phải cắt tất cả mọi gai đi. Cái viên xương rồng này sẽ bớt nguy hiểm. Bạn đang làm tốt đây Monica, tiếp tục đi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ tớ có thể thử cái xương rồng của mình. Chúc tớ may mắn nhé. Không chắc là nó ngon đâu. Ồ, tớ đúng rồi đấy. Nó rất đắng luôn ý. Tớ muốn nhổ nó ra. Thật là kinh tởm. Xin lỗi, tớ không chịu được nữa. Tớ không nuốt được đâu. Tớ đã cố gắng rồi. Thực sự đấy. Cẩn thận đừng có nhổ vào chúng tôi chứ. Thôi được rồi, đến lượt bạn rồi Zé. Bánh mì sandwich. Wow, một sự bất ngờ thú vị. Điều này tốt hơn rất nhiều so với cây xương rồng. Ôi, bây giờ bạn sẽ thấy cách cư xử tốt như thế nào nhá. Tớ biết như nào để ăn mà. Ôi, tớ quên một cái gì đó. Ê trời đấy, có gì đó không ổn. À đúng rồi. Đúng rồi, thiếu nước sốt. Tương cà là thứ mình cần. Tớ sẽ thêm nó vào giữa. Với bánh sandwich sẽ ngon hơn. Giác ăn đi, chúng tớ mệt mỏi chờ đợi bạn lắm rồi.
Thôi, thư giãn đi, tớ nửa khoảng khách đi mà. Tớ không hiểu có chuyện gì đỡ ổn, tại sao tớ không thể cắt sandwich của tớ? Có lẽ dụng cụ đã cún. Trên thực tế vấn đề là bạn đấy. Bạn, chúng ta nên bảo bạn ấy chứ. Tớ không nghĩ cần phải nói nhiều đâu. Giữ nào. Ê, chuyện gì vậy? Ôi, các bạn thật là điên rồ. Ôi, thì sao? Tớ đang giúp bạn một chút thôi mà. Ừ, cảm ơn nhá. Mary, bây giờ chỉ còn lại thức ăn của bạn thôi. Ôi, cái mốc quế. Dừng lại, cùng xem hình dáng lại một chút nhá. Như bạn thấy đấy, kem có hình tròn. Vì vậy nó là của tớ. Xin lỗi, tớ phải ăn nó thôi. Cái gì vậy? Kem của tớ trên đĩa của tớ mà. Bạn đang làm gì vậy Mary? Sửa chữa mọi sai lầm và đổi hình kem. Wow, nó đang chảy. Đó là một kế hoạch tuyệt vời. Ôi, cảm ơn nhé Jack. Xin lỗi Monica, nhưng kem này phù hợp với tớ hơn. Bây giờ nó là hình tam giác rồi. Vị thế nào? Dạ, quá là tuyệt vời. Ôi, tớ rất muốn ăn nó. Ôi, bạn thật là tham lam. Bạn có thể chia sẻ mà. Ôi, tớ cũng muốn thử một chút. Ôi, hết rồi. Bạn thích loại thức ăn nào? Tròn, tam giác hay vuông? Chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời trong phần bình luận. Và đó là tất cả cho ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cho bạn trong thử thách mới nhé. Tạm biệt.